Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyến về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác có một ngày mới tràn đầy năng lượng, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lượng mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác bốn em chim khủng bội lỡ. Bốn em này thì tất cả đều đã hót cực kỳ mạnh, hót múa cực kỳ tốt luôn rồi các bác ạ. Chim bên em Tài á thì chim trống phải tần mắt em Tài thấy hót thì em Tài mới bán nhé, tại vì cái dòng khủng này thì nhìn bên ngoài không có phân biệt được trọng mãi đâu các bác ạ, phải thấy hót thì mới biết được trọng nhé. Và chim bên em Tài á thì tất cả đều đã cảm cứng hết cả rồi, em Tài đang cho ăn hàng cảm nhà làm nhé. Em Tài là chuyến về cái dòng chim khủng nên cái cảm của em Tài thì rất là đặc biệt luôn. Các bác cùng đặt về trải nghiệm nhé. Cảm cực kỳ giàu đàm và đầy đủ hết dưỡng chất. Chim á không ăn nhiều đâu các bác ạ. Bình thường thì dù như các bác dùng những loài cảm khác á thì một bịch nửa kỹ chỉ ăn được tầm khoảng vài chục ngày thôi đúng không? Còn cảm của bên em Tài á, một bịch nửa kỹ ít nhất một chú chim phải ăn được một tháng, có những con ăn được 40 đến 45 ngày mới hết đấy các bác ạ. Cảm cực kỳ giàu đàm, chim sẽ không ăn nhiều nhé. Có rất là nhiều bác đã dùng cảm của bên em Tài, các bác dùng trải nghiệm, các bác có thể cho em một bình luận thật chính xác để cho tất cả các bác khác cùng thấy và cùng cảm nhận nhé. Các bác chỉ cần đặt một gói thôi về trải nghiệm, nếu như ok thì các bác ủng hộ em Tài lâu dài nhé. Thực sự cảm cực kỳ ok đấy. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên chim. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún mang mã số 4281. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rồi. Và con này các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh một vài hôm là em nó sẽ nổ liền nhé. Thậm chí nè, treo lên một chút xíu nó nổ luôn cùng lên đấy. Giống như hôm qua ấy, em Tài cũng có bảo mấy con là vài hôm mới hót, nhưng các bác về á cho tạm một phát treo lên là nổ như máy luôn. Các bác đã bình luận, đã phản hồi lại với em Tài nhé, rất chí là ok nhé. Con này cũng vậy thôi, về một vài hôm thậm chí có thể về treo lên nổ liền luôn cùng lên nhé. Tại vì em Tài đã nuôi được một thời gian, chim đã tương đối tĩnh lòng, các bác bắt về sẽ rất là dễ chơi luôn đấy các bác ạ. Con này lúc mà hót lên á thì sẽ múa cực kỳ mạnh, bàn đuôi nó sẽ có xòe cho tất cả các bác nữa nhé. Hót múa ngoại các kiểu, bác nào ứng cái dòng khử muốn thì có thể tham khảo con này nhé. Một chú chim bồ khả tượng tả trương chim cao cầu. Con này thì đầu mặt sắc nét dữ tợn, yểm đầm cổ thắt nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1,4 triệu thôi, để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nè. Đấy là cái mức phí hiện tại thôi. Các bác bắt con này ngay bây giờ thì sẽ có giá tốt nhé. Còn nếu như mấy hôm nữa nó căng lên, nó chơi lên thì cái giá sẽ còn cao hơn mấy xì đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 4282. Con này thì về chỗ em Tài cũng được tầm khoảng 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì em Tài đã thấy nó hót chơi, hót mũ lên đuôi cực kỳ mạnh, hai tách mã trắng phồng lên nhìn rất cực kỳ dữ tợn nhé. Các bác nhìn trong video á thì các bác cũng biết liền ấy, hai cái mã trắng kìa phồng lên nhìn đã cực kỳ luôn nhé. Một chú chim nhìn cực kỳ lì đòn, con này nhìn ạt chim thối rồi luôn các bác ạ. Bác nào mà bắt con này về chơi ấy, thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông cho nên lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện đâu, các bác bắt về chăm thêm giúp em Tài nhé. Con nào cũng vậy thôi, mùa này là mùa thay lông cho nên cái lông lá sẽ chưa được thật đẹp đâu nhé. Nhưng mà lông lá thì không quan trọng đâu, quan trọng là cái tố chất thôi. Lông lá thì các bác có bắt con chim đẹp ấy về thì nó thay lông cũng chọc lóc hết à, con nào nó cũng phải thay thôi, không có con nào mà không thay đâu. Mà các bác bắt con này thì có thể liên hệ em Tài lên nhé. Chim về thì chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ âm âm lên đấy. Một chú chim lúc hót lên thì sẽ có múa cực kỳ tốt cho tất cả các bạn nhà mình luôn, hai mã phồng lên dữ tợn cực kỳ nhé. Chim thì bồ trúng mà không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1,6 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào nhanh tay tuyển con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Chim em Tài báo hót múa rất là tốt cho tất cả các bác đấy.
Tiếp theo là một em khứu OL mang mã số 4283. Cái dòng OL này thì các bác biết rồi. Dòng OL này thì đa số nó chơi ác thối rồi luôn nhá. Con này thì nó hot sốt đây. Các bác ở gần thì có thể ghé xem nhé. Ghé xem sẽ thấy em nó hot, em nó chơi cho tất cả các bác cùng xem luôn. Còn bác nào ở xa mà không có điều kiện ghé trực tiếp được á thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Con này nè, được cái hót mũ cực kỳ mạnh luôn, căng lên đủ lửa, mũ bản đuối có xòe và sẽ có lên cảnh cho tất cả các bác nữa đấy. Được cái con này nó hót suốt à, ngay đêm chứ hót được hết đấy. Các bác nhìn cái video là các bác biết được rồi. Con này là em Tài quay vào buổi tối các bác ạ, chứ không phải buổi ngày nhé. Buổi tối mà nó vẫn chơi như vậy, nó có lên cảnh, đó các bác thấy không ạ? Con này tương lai giá lồng thì cực kỳ ngon luôn, đuối xòe, lên cảnh nữa. Một chú chim xiếng mỏ cực kỳ luôn, nó hót suốt à. Nói chung là các bác ở gần thì nên ghé xem trực tiếp cho nó tiền. Em Tài cũng rất là mong muốn các bác ghé nhà em Tài xem cụ thể thì nó sẽ ok hơn nhé. Còn mà nhiều lúc mà các bác ở xa quá thì không có thể ghé được thì em Tài sẽ có gửi xe khách, hoặc là ở Sài Gòn thì em sẽ gửi gơ giáp cho tất cả các bác nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì đang vào mùa thay lông nên lông lá chưa được thật hoàn thiện đâu. Trên mũi thì có bị chay nhẹ một chút ít nhưng mà giờ đã ra lông lành lại gần hết luôn rồi. Con này thì các bác bắt về sẽ không có chế nhé. À, lên cạnh nè, đó thấy không ạ? Đó, hót kẹo nè, kẹo tróc 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 luôn cho các bác luôn nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác là 1,7 triệu nhé. Chim chơi đuôi xòe lên cạnh, hót tróc 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 tróc, nghe sướng tai lắm. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chủ chim cho tí là ok, bổ trúng, không tật lỗi nhé. Và cuối cùng là một em khứu bạc mã mang mã số 4284. Con này là chim tơ các bác ạ, dòng chim tơ, nó không có nhạt nhé. Con này thì các bác xách lông thoải mái hết rồi, mà được cái nó hót hay, mau mỏ, mũ đẹp cực kỳ luôn. Con này mà cắn lên thì cái bản cạnh nó giá cực kỳ rồng luôn. Hót đảo rồng liên tục, mèo kiếu đảo rồng kẹo thuốc lao, nổ âm âm luôn đấy các bác ạ. Một chú chim là cái dòng chim tơ, cho nên về dễ chơi thôi rồi luôn. Con này nó không có nhạt nhé, bác nào ở gần ghé xem trực tiếp, các bác ghé sáng trưa tối chiều gì á, nó cũng đều nổ được hết đấy các bác ạ. Con này thì rất là ok nhé. Bác nào mà muốn dễ chơi này, muốn chơi hót mũ này, muốn xíu mỏ này thì có thể tham khảo con này và tuyển con này về với đội của mình liền nhé. Con này mà căng lên đủ lửa thì nó sẽ chơi cái bản cảnh rất là rồng cho tất cả các bác đấy. Chim thì vào mùa thay lông cho nên cái lông lá chứa được thật hoàn thiện nhé. Nó thay lông, nó chưa có lửa đâu, mà bản cảnh này các bác nhìn là các bác sẽ thấy đó, thấy không ạ? Con này mà căng lên thì cực kỳ ngon luôn. Lúc mà các bác chăm xong cái lông á, căng lên đủ lửa nữa thì cực kỳ ok nhé. Chim thì đang thay lông nhưng mà nó hót suốt ngay luôn đấy các bác ạ. Con này thì đa phần giờ nào nó cũng nổ được hết. Bác nào ở gần thì nên ghé xem nhé. Còn bác nào ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn đấy. Chim là cái dòng chim tớ nên cái tượng tả chứa được bừ đâu nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này thì nói chung không có chỗ nào mà chế được đâu, nó chơi đã thôi rồi luôn đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 2,9 triệu nhé, 2,9 triệu là cái mức phí hiện tại thôi. Con này mà sóng lông đủ lửa lên được một cái nữa thì nhiều lúc kiếm được tiền triệu cũng đến đấy các bác ạ. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài lên nhé. Một chủ chim cực kỳ đẳng cấp đấy. Hôm nay thì em Tài đã tiếp tục lên được 4 con. Cái phí của từng con thì em là có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khứu của bên em Tài nhé. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.